学姐，đã cởi thắt đâu, vẫn để trong bao ấy. Mua cởi. Người biết sao để gọi ông Thương. Có gạo mới ở bao rồi, dựng bao lên lấy gạo mới mà múc. Nấu gạo mới đấy. lạc luôn. Đấy nhiều. Đấy. Bà nó bảo là bà trồng táo được tiền lắm. Bảo cái gì ở trồng táo nó không tiền. Nó bảo không ai bán thôi. Tối nó mới về được. Nó chơi cũng phải đến tầm này mới về đấy. Về. Tao bảo mấy cái bánh chưng tao bảo đi rán em ăn. Em bảo vô cháu đi về thôi. Thế là mẹ ái cho nó. Thì nhà mình chẳng ai ăn. Ừ. Nó mang về. Cá thì được khối tiền. Mình làm được. Ở đây á, gần trong năm có con. Cái lọng có nước. Mình xuyên. Còn nó lọc nhé, con hẳn đi. Cảnh đã sàn kiếm sở phụ xe. Chúng nó kia tính xong như cái củng không dọc. Cười lên cái bà già. Khô quá rồi. Hơi như thế. Đặng. Đừng có vào đấy con, để mẹ quay con chó. Now, shh. cho nó ăn tất cả. Ừ. Bà bảo nó để nó quẩy cái tảng kia lên nó mắc đồng hồ để dưới nó chứ không gì. Nóng hết rồi. Để cho nó trong lớn chứ. Để bán sau thì để. Để giá bằng mắc chứ. Nóng vào. Nóng vào nóng cầm rớt. Con mặc cái quần ngắn kín thế kia, cái mặc quần cầu đi. Mẹ không. Wow.